Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của điện máy New Sun. Và như ở video trước thì mình đã giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc máy quạt lông gà vịt mang mã số NS55. Còn video lần này mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc máy quạt lớn hơn, công suất mạnh mẽ hơn và đem lại năng suất vượt trội hơn rất nhiều. Đó chính là chiếc máy quạt lông gà vịt NS60 tính cạnh tôi đây. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá em nó nhé. Về kích thước tổng thể thì máy cao 100cm, chiều rộng là 66cm và đường kính lồng là 60cm. Khung máy được làm hoàn toàn từ chất liệu inox cao cấp chống han rỉ, giúp máy hoạt động ổn định và bền bỉ hơn những chiếc máy quạt lông gà vịt đến từ Trung Quốc gấp 5 lần. Máy sử dụng motor được cuốn dây đồng 100% với công suất là 2,2kW. Năng suất một mẻ có thể vặt được từ 1 cho đến 5 con. Vì thế đây là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành riêng cho nhà hàng, các đơn vị chuyên kinh doanh gia cầm với số lượng lớn. Ưu điểm của chiếc máy vặt lông gà vịt NS60 này nằm ở phần lồng vặt. Đó là những núm cao su tự nhiên được bố trí khoa học giúp vặt lông nhanh, sạch, đảm bảo thành phẩm không bị chảy xước da hay dập mỏ gãy cánh. Hiện tại chiếc máy vặt lông gà vịt NS60 đang được bán tại các hệ thống của điện máy New Sun trên toàn quốc với mức giá vô cùng ưu đãi, chỉ 6.500.000 đồng. Hãy nhanh tay sở hữu em nó nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi tập video clip ngày hôm nay của chúng tôi.